ở nước ngoài á. Mình biết đến sớm Amy qua một người bạn, bạn mình mua đồ nó ok nên mình có hỏi á là ở địa chỉ nào mà mua váy Maxim nữa, với lại đầm công sở ok, thì bạn mình có chỉ cho mình cái này. Rồi thông qua người bạn thì mình có vào Facebook á, thì mình cũng có coi mấy cái live stream, xong rồi mình có share cho mẹ với em mình coi, thì mọi người thấy rất là ok nên mình lại mình mua. Xong rồi mình đã có gửi một đợt qua đường bưu điện đi nước ngoài rồi, nên bữa nay mình lại đây mình hỏi tiếp. Vâng, em cảm ơn anh đã đến giờ đến thương hiệu MV, chúc anh mua sắm thật là vui vẻ. Dạ cảm ơn.